Siri nè, quý vị thấy không? Mizu cả nhà đi, Mizu đi. Mizu, mi gió đi, con mi gió. Hello, Thảo xin chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng Thảo để mấy đứa nhỏ ở nhà, rủ nhau đi qua vườn Siri. Mà vườn Siri này ở bên Đức, tại Thảo ở ngay thành phố kế bên nước Đức đó, cho nên đi qua Đức cũng gần. Đây tới đó thì khoảng là 45 phút chạy xe. Bây giờ thì Thảo còn đang trong nước Pháp, mới đi chợ Auchan mới đi ra nè. Giờ thì Thảo đi tới đâu thì Thảo sẽ quay cho quý vị xem tới đó ha. Cái cầu này là cây cầu giữa Đức và Pháp. Ở bên đây là Pháp và bên kia là Đức đó quý vị. Cầu bên kia nó là bên kia đó. Cái vườn Siri này cũng lần đầu Thảo đi. Thảo nghe có đứa em nó đi nói là bên đây trái nó to to, cho nên Thảo đi hái sẵn đó, là Thảo về Việt Nam Thảo đem về cho ba mẹ Thảo ăn luôn. Nghe nói là cũng còn, nó gần cuối mùa rồi, nhưng mà mình vô mình có quyền mình lựa trái nào mình muốn hái thì mình hái, chứ không phải giống như bên Pháp. Kỳ trước Thảo đi cái vườn Siri đó đó là mình mua hẳn một cây luôn, nhưng mà tính đi tính lại thì cũng bằng nhau, cũng giống nhau hết hả quý vị. Giờ mình Thảo vô Thảo hái được ha, thì Thảo đem về Thảo cho vào trong tủ lạnh, rồi đến ngày đi Thảo cho vào vali, rồi mình làm cho nó đừng có dằn nhiều á. Rồi sau đó mình về bển rồi cái bỏ vô tủ lạnh tiếp, khi nào ăn ấy, mình lấy ra mình rửa mình ăn thôi. Km chứ 200 m, nghĩa là nó chắc lúc mà quẹo xong mà chạy direct là chạy thẳng vô, bông nữa. Vườn Siri đó. Wow, trái đen thùi lùi luôn á. Là ở đây hả? Chắc vậy quá. Đó, chỉ bản đó. Chưa thấy nữa mà còn đó. Chạy vô đó. À, vườn Siri này trái quá trời trái. Ờ đây, tới vườn Siri rồi. Siri hai trái. Chưa xin đi hai chấm là mẫu mắc cười quá. Wow, quá trời đẹp luôn. Phải đi vô sâu mới có trái bự thôi. Đây ta đang mua đăng ký đó, giờ đi vô. Mời cả nhà đi theo vợ chồng Thảo đi vô trong vườn hái Siri, coi khám phá coi cái vườn Siri năm nay nó như thế nào ha. Đi ra đây người ta cho mình cái thao, cái xô đựng hái nè, giá ở đây nè, 1 ký đến 6 đồng 1 ký. Từ 3 ký trở lên là 3 đồng 80. Đây có trồng hoa nữa nè quý vị. Xe cũng ít, tại vì bữa nay Thảo đi đầu tuần thứ hai á, nên có nhiều.
được cả nhà đi hái sơ ri nha. Ở đây cây nó lùng tịt không à cả nhà ơi. Đó, trái gì nè, ăn thử coi. Cây này nó không có được tươi lắm, cắn vô nó không có độ giòn á, nó chua, không có ngọt. Đây cũng có người đang hái. Còn trái nhỏ không à? Ừ. Nó là chủ lá nữa, người ta hái hết luôn đó. Ngọt không? Còn nhỏ xíu không anh ơi? Bự hết rồi. Đây, nó không có giòn. Anh thấy cái cây nào mà cắn vô cái trái nó giòn mới ngon. Nó bị mềm à. Ừ, khó trái giòn. Đây nè cả nhà. Nguyên chùm luôn. Này nó nhỏ mà nó giòn. Chùm bên đây bự hơn. Mời cả nhà nha. Cái này ngọt hơn. Ăn đã luôn. Tao bẻ ra cho quý vị coi nha. Nó có mấy cơn mưa mà không có dồi. Hái cái bự nha anh. Hái cái vườn bên cạnh đó. Trái uống nhu uống nhu. Cây này hết trái bự rồi. Rồi chồng Thảo leo lên cao kìa. Cái này nó đen thù lùi.
có một con khỉ đột leo cây. Thấy nhẹ nhẹ thôi anh, thôi nó dập á. À đây, Siri nè, quý vị thấy không? Khá là nhỏ. Mà nó không có ngọt, mà nó chua anh ơi. Cái cây này nè, nó không có được ngọt giống cái cây anh đang hái. Nhỏ xíu à. Quá trời sai trái luôn. Mà không ai hái, phải nhỏ quá. Phải bự là đã hái trơn rồi. Giờ mình đi vô mình tiễn thôi. Chứ mà hái nhỏ quá cũng không có ngon. Vậy xem nè. Cuối tuần rồi người ta quằn hết à. Bây giờ để anh hái vườn seri giờ còn ít xịu hả quý vị ơi. Cuối tuần người ta quằn hết rồi. Chùm này đen thù lùi nè. Mời cả nhà nha. Sao anh? Bị gì vậy? Từ cái áo này luôn. Ở nước, nước này giặt ra mà. Không dám mà. Nhưng mà đừng có leo nữa. Mới hái được nhiều. Ngon, hết ngon rồi. Thôi, mua hái được nhiều hái chứ giờ. Cái nhỏ mà. Nhỏ không? Có cây ngọt, có cây không ngọt. Trái thì nhiều mà người ta quần hết mấy trái tím. Chắc vô trong chợ á, hái cho chắc cuốn. Đi con phe á hả? Trời cho biết. Người ta quần hết rồi thôi. Vậy đã hái hết rồi. Giờ đi kiếm có cây nào trái bự nữa không để hái. Rồi. Trời ơi. Hello. Con vợ tôi nó trèo lên tóc trên luôn rồi. Ở dưới đó. Hết rồi. Giờ leo tới lên trên cây rồi hái luôn. Trái nè. Ở trên này còn có mấy trái tím tím ngọt một chút, còn ở dưới này tao quần hết, cuối tuần tao quần hết à. Lên trên chót trên đó ngồi luôn đi Thảo. Đầm lũng mông luôn. Đó trước mặt em có mấy trái tím tím đó. Hai mớ nữa được rồi. Hết ngon rồi, tại vì người ta quần hết em hiểu không? Rồi. Chạy qua đây 40-50 cây số không được cái gì hết. Và video của Thảo đến đây xin tạm dừng. Thảo cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha. Chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.
em thấy hái nãy giờ em không có bỏ vô trong vỏ, trong xô trái nào em hái em bỏ vô họng em cũng xuống à? Ừ, xuống đi.